Okay, continue with the exercise. Okay, now last lesson we start at number 7. So today we start with number 8. Rồi hôm trước mình kết thúc ở câu số 7 ha. Hôm nay mình sẽ bắt đầu từ câu số 8 nè. Okay, right. Number 8. First, Minh Hoàng. A, B, C, O, D. B. Why? A. Yeah. A. Why? Why? Teacher Thịnh go come here. Rồi bạn nào vô thì bạn nói trực tiếp điểm danh với cô luôn ha. Thịnh. Có người. I can see Thịnh. Thịnh turn on the mic. Yeah. Bạn nói dạ có cô. Không ơi, lấy không à. Dạ có cô. Nãy em con lại đến ba. Right. Bạn không đặt tên Thịnh mà bạn đặt là Trúc Vũ Hoa Hoàng nè cô. Bây giờ cô không biết là bạn Thịnh. Great. Okay. Minh Hoàng. Number 8. Why do you choose 8? Minh Hoàng. Yeah. Number 8. What did you go on holiday? Rồi tại sao con chọn là câu A? Dạ chị. Con chưa biết cơ. Con chưa biết. Con chưa biết thì tại sao con sử dụng là what did you go on holiday? Chọn mà không biết. Ok, next. Ngọc. Number 8. Yeah, thank you. Number 8. Why? Because I don't know. I knew. Are you stupid? Yeah. Who knows? Quân. Okay, Hoàng Quân, right? Because what did you go on holiday? Là bạn đi đâu vào dịp nghỉ? Nè, ok, sorry. What là ở đâu hả? Là hỏi ê, ở đâu là, hả con? What là cái gì? À, đi, vậy tại sao con dịch cái câu này là bạn đã đi đâu? Là sao? Con chọn cô Bình thấy sai, nhìn lại thấy sai, đâu thấy chữ que đâu vậy, phải đành chọn chữ A thôi chứ cô. Trời ơi. Là tức là con nhìn không kỹ, không có nhìn thấy chữ que đúng không? Đúng rồi cô. Rồi bây giờ chốt lại đáp án cho cô là câu nào? B. Rồi câu B. Yeah. Câu B. Bạn đã đi đâu vào và
dịp nghỉ. Đúng không? Vào dịp ngày lễ. Ok, on holiday, right. Rồi, cô nhắc mấy bạn là khi nào cô hỏi tại sao lý do bạn chọn cái từ đó thì hoặc là có con sẽ giải thích cái từ mà các con chọn đưa trong cái câu mà người ta hỏi, hoặc là các con nói cho cô biết là là tại vì theo cấu trúc thì nó như vậy đó. Rồi, hiểu chưa? Ok, number 9. Thanh, number 9. Number 9. Ủa, điền vào chưa tụi con? Chưa vào đúng không? Yeah. Thanh bán đang mật nít, bật mít cô. Ai con? Bạn Quế Thanh, nhưng mà bạn không nói chuyện được hay gì đó. Tôi nói chuyện được mà. Ok. Vậy mà tắt mít đi. Ok, keep silent, keep silent. Ok, Thanh. Yes. Number 9. Okay, Tan, let's read the sentence. She went to Hội An, ASEAN. Asian. Asian. Rồi, từ này đi chung với từ nào? Từ này, what does it mean? Ancient. Hội An, ancient. Từ này, hello, teacher. Từ này đọc là ancient nha, chứ không phải là Asian nha. Ancient, ancient. Hội An, ancient. Cái từ này học rồi nè, Hội An ancient. Nhưng mà con không biết cô ơi. I know. Thanh you remember? I know. Ok Huy. You know the answer? Why you say Huy? Huy went to she went to Hội An ancient town. See. See why? Why? See. Why? Why? Tại sao? Thưa cô, tại vì ancient I know teacher. I don't know. Huy don't know. I know. Oh, I know. I don't know. Okay, Thùy Dương. You know? Câu làm C. Okay, C. Why? Ơ cô, vậy là cô ấy đã đi tới phố cổ Hội An. À, phố cổ Hội An thì mình có từ gì nè? No. Phố cổ Hội An là từ gì con? Nghĩa là Hội An. Hội An Ancient Town. Ờ, Hội An Ancient Town. Mới vừa chọn xong rồi bây giờ kêu giải thích lại cũng hơi bị chậm chạp nữa ha. Hội An mình cứ nói Hội An Ancient Town là phố cổ Hội An thì ở đây là chỉ có câu C là hợp lý nhất, tại vì mình có cái cụm là Ancient Town này là phố cổ nè, còn không có city. Hội An của mình là phố cổ Hội An đúng không, là Ancient Town, chứ không có thể nào mà câu B, câu A, câu B và câu D nó không có hợp lý ha. Okay, number 10.
Number 10. Teacher, then come here. Lành dễ sợ. Điền. Yes or no? Điền. Not here. Điền not here. Điền right here, but... but không... Bạn nói là vậy. Bạn không thể điều chỉnh mic được mà cô. Ủa, em có nhắn tin với bạn hả? Em có gần bạn không? Dạ, mà sao em biết? Trước bạn nói, bữa trước bạn nói nguyên cả lớp nghe rồi cô. Nói, bạn không thể điều yes. chỉnh được cái mic của bạn. Yes. Để ghét yes. mở mic. Dear, are you here? Yes. Okay, I can hear your voice. Okay, right. Rồi, cô nhắc mấy bạn nha. Bữa sau mà mấy bạn nào vô trễ á, thì tự bạn đó chủ động báo với cô nha. Chứ không để bạn khác nhắc nghe chưa. Nếu mà bạn nào vô trễ rồi mà không báo với cô mà cô đã báo với trung tâm rồi thì bạn nó thiệt thòi ráng chịu nha. Ok, right. Number 10. Number 10. Thịnh. Dạ. Number 10. Where was A, B, C, O, D? Thịnh. Number 10. A, B, C, O, D? C. 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 Why? Why? Là du là số nhiều. Ừ, du là số nhiều. Nhưng mà tại sao con không chọn là A? A cũng sử dụng cho số nhiều mà. Đúng không? A cũng sử dụng cho số nhiều mà. Tại sao con không chọn A mà tại sao con không chọn câu A là are mà là con lại chọn câu C là were? Why? Đã có lá là quá khứ. Tại sao con biết? Con dựa vào đâu trong câu này con biết nó là quá khứ? Từ last. Ok, right. Last summer có nghĩa là gì con? Last summer có nghĩa là gì? Mùa hè năm cuối. Mùa hè năm ngoái. Mùa hè vừa rồi ha. Mùa hè năm ngoái, mùa hè vừa rồi. Ok, right. Very good. Next, we move to exercise 4. Chọn từ điền vào đoạn hỏi hỏi ha. Ok, right. Rồi. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 words. Mình có 7 từ ha. 7 từ để mình điền vào cái đoạn hỏi hỏi này. Ok. Eat. Okay. I need two people. Cô cần hai bạn ha. Hai bạn. One is Linda and one is Peter. Linda first. Who want to be Linda? Who want to be Linda? Ngọc. Okay, right. Ngọc. No neighbor. Okay, and Peter is Quân. Quân. Peter is Quân. Oh my god. Okay. Okay.
Okay, Linda first. Linda first. Where were you last summer, Peter? Last summer, why? Because. Explain, let's explain this sentence. I don't know the picture. Can you translate this sentence? Can you translate? Where were you last summer, Peter? Rồi con có thể giải thích được câu này không? Yeah. Tại sao con lại chọn từ last mà không phải là những từ còn lại? Tại vì vậy. Bởi vì con thấy cái chữ summer rồi con mới chọn là từ last. Vậy câu này nó có nghĩa là cái gì? Mà tại sao con chọn là last? Con phải giải thích như vậy chứ. Con phải nói là câu này nó đang nói về, nó đang có nghĩa là như vậy. Câu này có nghĩa là như vậy. Cho nên cái từ của mình cần điền phải là từ này, để nó điền vô đây nó mới hợp với cái nghĩa của cái câu. Okay. Hiểu không? Ok. Dạ Quân, Hảo trả lời Quân. Ôi, sai khiến người ta luôn hả? I go at the seaside. No, not yet 11. Ngọc, explain again. Number what? 11. Number 11. Let's explain again. Rồi giải thích lại cho cô. Giải thích lại cho cô câu số 11. Hồi nãy giống như cô chỉ con cách giải thích đó, bây giờ giải thích lại cho con nghe thử xem. Tại vì cái câu này nó Can you explain? Con giải thích được không? Yeah. Quickly. I don't know picture. Okay. Quân, can you explain 11? Okay. Where your last summer là nghĩa của nó là summer căng thế rồi, để con suy nghĩ chút. Căng thế cũng cái câu này mình học hả? Cái câu này mình học chưa? Where was you last summer? Yeah, đọc rồi nhưng mà không có giải thích được. Okay, everybody who can explain this sentence. Rồi bạn nào có thể biết giải thích được cái câu này? Raise your hands. Let's raise your hands. I know again, teacher. Okay, you can explain. Can you give me? Okay. Anh ấy đã ở đâu mùa hè năm ngoái? No. You. Not him. Đã you. Ở you. Đâu?
bạn. You là bạn. À. Bạn ở đâu vào mùa hè năm ngoái? À, bạn vào mùa hè năm ngoái. Peter. Ok, right. Ok, number 12. Number 12. Chắc cũng lên my turn. I go at the seaside. Ai? Tôi đi đến. I go. Không biết. Ok, below. Ở trên người ta nói là words nha. Where were you? Oh. Là ở dưới là phải quá khứ. Tôi biết rồi, nhưng mà tôi không biết giải thích như thế nào. Ok, number 12. Mày. Ai. Thôi chưa Hoàng Quân. I want W-A-S. Ta gọi là was. Was. Hoàng Quân bây giờ cái từ này cũng không biết đọc nữa đúng không? Bây giờ cái từ này còn đọc sai nữa là đánh đập. Chứ còn, chứ không phải. Cái từ này mà không biết đọc đâu, cái từ này mà không biết đọc là đánh đòn được rồi nè. Đọc sai nữa. Đọc sai cái từ này đúng. Nữa. Đó cô. Bại ơi, ta gọi là đọc words. Words vậy nhé. Words. I was at the seaside. Là ở đâu? Tôi đã ở bên bờ biển. À, bên bờ biển. Ok, right. Thirteen. 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 Where did you go? Where did you go? Why? Where did you go? Because ở cái cầu đó là nó I know. Bạn đã đi đâu? Ok, bạn đã đi đâu? Ok, 14. Cố lên nha Hoàng Quân. 14. I went to Phú Quốc. I went to Phú Quốc. Thiếu một chữ. Photo. Wrong. No, Iceland. Để cho bạn, để cho bạn làm được có nhắc bạn. Nha, để bạn làm nha. Khi nào cô okay. Kêu sửa, cô kêu sửa rồi mới sửa. Cô kêu bạn nào phát biểu, bạn nào có ý kiến gì thì bạn nói hãy trả lời nha. Ok. Yeah, sorry teacher. Yeah, right. All right. Number 14. Again, 14. I went to Phú Quốc. Phú Quốc Island. 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 When? Why? Because tôi muốn đến Phú Quốc. Tôi muốn đến hòn đảo Phú Quốc. Muốn hả con? Từ muốn là từ nào? Ở đây đã không có từ muốn. I went. I went. I went là tôi đã đi Phú Quốc trên hòn đảo. Ủa, có vụ Phú Quốc trên hòn đảo nữa. Tôi đã đi đảo Phú Quốc thôi. Cái lộn con. Tôi đã đi đảo Phú Quốc thôi chứ không phải Phú Quốc ở trên hòn đảo ha. Ok, next. Mấy. Mấy tí chết. Ok, right. What did you do? Nó trả lời sẵn luôn rồi cô ơi. 15. 15 là 15. Ai? My turn.
với cô sao cô không lấy cái con chuột của cô gặp mấy cái từ ở trong đó cô. Gặp cho dễ nhớ cô. Cái từ nào điện rồi là gặp đúng không? Yeah. I like a boot ship. What? I like a boat trip. No. I like the trip. Okay. No. I like the wrong. Trip. Wrong. Not tôi correct. Thích một chuyến đi trên tàu. No. Người ta đã hỏi. Người ta hỏi là cái gì? Người ta hỏi là cái gì? What did you do? What did you do? Hết mực rồi. Okay. Okay. Who knows the answer? Who knows the answer? Raise your hand. Okay. Dạ Hưng. Dạ Hưng tiếp nhận. Ở ngoài cô cho ở bao chip. Ai? I pull through a bow chip. Okay, why? What does it mean? Tôi dập chiến đi bằng tàu. No photo. À, photo nó không phải là chụp. Photo nó là một cái hình. Nó là danh từ ha. Nó là một cái hình. Chứ không phải là động từ ha. We need a verb here. Cô cần một danh từ ở đây. Okay, who I else? I took a bow ship. Oh, what does it mean? Tôi chụp trên con tàu. No. Không. Tôi chụp trên chuyến đi con tàu. No. I don't know. Mà đâu phải là photo đâu. Thường là tàu xe thì mình dùng cái từ gì nó hợp lý hơn? Mình phải dịch là mình phải nói nó là phương mình... tiện. Động từ mà. Mình làm cái gì so với những cái tàu, cái xe đó khi mà mình đi du lịch. Nguyên bao nguyên khách của mình phải bắt tàu, bắt xe đúng không? À, ở đây to took nè. To took là quá khứ của từ gì? Who knows? Took là quá khứ của từ gì con? Take. Take a boat trip có nghĩa là bắt một cái con tàu để đi chơi. Con học động từ mất quy tắc cho nên con biết rồi. Take. Okay, right. Sitting. What were the trip like? Why? What were the trip like? Because cái bởi vậy cái câu hỏi đó là bạn có hết chuyến đường này hay chuyến đi này hay không? No. Câu hỏi là bạn có hết chuyến đi này hay không? No. Từ like này mình không có dịch là thích nha. Ở đây từ like này mình không có dịch là thích nha. What's your dịch ra sao cô? What was the trip like? Okay, bạn nào có thể dịch được cái câu này? What was the trip like? Bạn giơ mình giơ tay á cô. You know? Cô là cái chuyến đi này như thế nào? Cái chuyến đi này nó như thế nào ha? Like
like, chuyến đi như thế như nào? Thế nào? Okay. Ok, như thế nào, như thế nào, trong như thế nào, ok, right. Hither. Next, Peter. 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 Are you Peter. Here? Peter. It's worse. Trời ơi. I was right. Không, it tưởng đọc câu số 17. It was right. Okay, right. Linda. What that? Peter. It a photo of my chick. Okay, what does it mean? You know what does it mean? Đó là hình ảnh của tôi, đó là hình ảnh của chuyến đi của tôi. À, photo là chuyến... cô dịch là gì? Cái tấm hình. Cái bức hình. À, tấm hình. A photo. Đó là cái bức hình về cái chuyến đi của tôi, right? Linda nó hỏi là Linda nó hỏi cái gì vậy? Thì Peter nó mới nói là cái này là cái bức hình của chuyến đi của tôi ha, cái tấm hình. Okay, right. Good job. Okay, thank you Linda and Peter, come here. Okay, goodbye Linda and Peter. See okay, you. Goodbye. You. Hi, I'm out. No, not out. Not out. Okay, right. I'm out. Goodbye. No, not out. Goodbye. Okay, exercise 5. Okay, exercise 5. Sắp xếp những cái từ này thành một câu hoàn chỉnh cho cô ha. Okay, 21. Con. 21. Who knows? Mới biết chưa? Thục đoán, you know? 21. Dạ. Dạ. Okay, 21. Dạ là where we you on the holiday? Where? Again, say again. Where were you on the holiday? À, cái từ này con phải đọc là were. Where were you on holiday? Where were you on holiday? Okay, what does it mean? What does it mean? Dạ là bạn ở bạn bạn sao con? Tại vì what does it mean? Where were you on holiday? Câu này có nghĩa là gì con? Có nghĩa là bạn ở trong holiday là bệnh viện. No, holiday là kỳ nghỉ ha, holiday. Bạn đã ở đâu vào kỳ nghỉ ha? Bạn đã ở đâu vào kỳ nghỉ? Dạ. Yeah. Right, bạn đã ở đâu vào kỳ nghỉ? Okay, 22. Thịnh, 22. Now put your hand down. 22 Thịnh. Okay. Hả? 22. Again.
I went to market and I went to market. Market. And nè, Đồng Xuân là cái tên riêng nè, Hoàng Kiếm là tên riêng luôn nha. You know Đồng Xuân, Hoàng Kiếm? No. No? Okay, right. Thanh? Yes. Okay, 22, you can. Ơi bỏ chữ em đó cô, con thêm. Okay, I went to market Đồng Xuân. Em Hoàng Kiếm Lake. Okay, Hoàng Kiếm Lake. Rồi nhìn lại cho cô cái câu này xem là được chưa? Chắc chưa? Chốt luôn chưa? I went to market Đồng Xuân and Hoàng Kiếm Lake. Are you sure? Thanh? Sure. Sure. Okay, right. Ngọc. Yes, Ngọc, 22, right or wrong? Right. Right? Yes. Okay. Huy, 22, right yes. Or wrong? Wrong. Right. Right? Right. Right. Okay, last one. Điền. Điền. Wrong teacher. Why wrong? Where? Hàng Quân, right? Right. Right. Right or wrong? Right. Teacher. Right. Rồi bây giờ cô giải thích là cái lượt cô nè. Ở đây mình nói là Hoàng Kiếm Lake. Rồi tại sao ở đây mình lại nói là Market Đồng Xuân? Phải là Đồng Xuân Market mới đúng chứ? Right. Đồng Xuân Market nha. Chợ Đồng Xuân. Mình phải viết từ chợ ở phía sau chữ Đồng Xuân này nè. Right. Giống như thành phố Bến Tre, mình có nói là City, City Bến Tre không? Mình phải nói là Bến Tre City. Right. Tiếng Anh với tiếng Việt đảo ngược là I đúng không? Yeah. Yes. Can I drink water? Yes. Okay. Okay, number 23. Nhật. Can I drink water, teacher? Đợi xíu để bạn Ngọc vô đi con. Nhật. Minh Nhật. Nhật, are you here? Yes. Okay, 23.
từ từ cho con một phút suy nghĩ. Where did this go last summer? Last summer. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. One more word. Rồi còn một từ nữa con. Thiếu một từ nữa. Nhật. Dạ. Còn một từ nữa con. Con thiếu một từ nữa rồi. Ở đây mới có 5 từ ha. Dạ để con coi từ nè. Easy, right? Dạ, từ you. Easy game, right? You, what? Where? Where? Yes. Rồi, từ you con đặt ở đâu? Nhật. Từ go. Rồi, trước chữ go hay là sau chữ go? Trước hay sau go con? Dạ sao? Dạ sao? Where did go you last summer, right? My teacher, I know the answer, teacher. Be quiet. Sao chữ go mà cô? Này sao chữ go này con? Ủa không? Vậy con phân biệt nhầm hả ta? Ờ, cứ bây giờ cái này là lỗi của ai? Dạ, bây giờ con không biết. Con không biết trước chứ sau nữa à. Con không. Ủa con tưởng trước là chữ chữ last chứ. Ủa, hồi nãy con mới nói là ở chỗ chữ go, vì cô hỏi con là ở đằng trước hay là ở đằng sau chữ go, con chọn đằng sau chữ go mà. Dạ đúng rồi. Ừ, thì bây giờ chữ này đằng sau chữ go nè. Ồ, thì xếp. Rồi, có muốn đổi gì nữa không? Hay là con muốn đặt ở đâu? Dạ, con đặt đằng sau cô ơi. Chữ vô đằng sau. Chữ vô đặt đằng sau chữ nào? Dạ chữ go. Thì nè, vô đằng sau go nè. Rồi đó cô, ok đó cô. Cảm ơn cô. Ok, right. Where did go you last summer? Mời đi. Ok, right. Ngọc. Hồi nãy có ai tắt mic con đó cô. Wrong. Oh, yes, wrong. Wrong. Can you fix? Chữ vô đặt đằng trước chữ go. Ok, right. Vô đằng trước go. Ok, what does it mean this sentence? Là bạn đã đi đâu vào kỳ nghỉ hè tuần trước. Kỳ nghỉ hè vừa rồi, last summer. Okay, sorry. Có vụ kỳ nghỉ hè tuần trước nữa. Ôi. Nghỉ hè là chỉ có nghỉ hè năm trước nữa thôi, chứ không có nghỉ hè tuần trước gì hết á nha. Rồi, nghỉ hè vừa rồi, mình có thể nghỉ hè vừa rồi hoặc nghỉ hè năm ngoái. Ok, không phải là tuần trước nha. Nghe cô Ngọc. Ok.
Okay, right. Rồi, bạn Nhật để ý cho cô nha. You này phải đặt đằng trước chữ go nha con. Dạ. Ok, rồi. Phân biệt được đằng trước với đằng sau cho cô chưa? Dạ, yeah. Ok, right. Ok, exercise 6. Nói câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B. Ok, right. Number 18. 18. 18. Hoàng. Minh Hoàng, number 18. Yes. Yes. Number 18. Where you on holiday? I was in Hồ Chí Minh City. À, cô dạy chữ này cho con chưa? Dạ chưa. Hả, cô chưa dạy hả? Dạ. Trời ơi. Bạn Hoàng bạn mới hay là bạn Hoàng gì đó con? Bạn ghi có một mình chữ Hoàng. Oh my god. Khi mà con nói cái câu mà chưa một cái là cô giống như là cô từ trên trời rơi xuống. Cái từ này cái từ này là cô chưa dạy cho mấy đứa hả mấy đứa? Cô dạy cho mấy đứa chưa? Dạ rồi. Dạ rồi. Nhưng mà dạ hoài luôn. Chắc là bạn học sinh mới. Phải giống tên Hoàng. Bạn ghi cái chữ Hoàng. À, rồi. Rồi. Minh Hoàng, Minh Hoàng nè. Yeah. Minh Hoàng hay là Hoàng? Minh Hoàng dạ, đúng không? Minh, dạ Minh Hoàng mà nãy con bị thoát ra ăn bấm chữ Hoàng vô cho lẻ con. Rồi, cô dạy cho con chữ này chưa? Nói lại. Dạy dạ, chưa? Dạ rồi, nãy con quên nè. Dạ rồi. Dạ rồi nhưng mà đọc sai. B is M and word bin. Words. Words nha. I was in Hồ Chí Minh City. Rồi, câu số 18 con chọn nói với câu nào? Câu. Vậy 18 nói với câu nào? Hoàng. Minh Hoàng. Minh Hoàng. Where are you? Mic của bạn Hoàng làm sao đó rồi? Minh Hoàng. Con thấy bạn bấm mic nhưng mà bạn không có nói chuyện được cô. Cô cũng thấy vậy nữa đó. Ok. Rồi tắt mic rồi, Hoàng mở mic lại cho cô đi con. Bạn hót lên luôn rồi. Ok, right. Ok, vậy bạn khác ha. Hoàng Quân, you know. Quân ơi Quân. Quay giao dục Quân. Quân. Nhịp quật rồi. Ok, next. Thanh. Hello, teacher. I come again. I must you sleeping. You lost your turn. Bạn đã bị mất lượt rồi. Con kể Thành. Yes. Ok. Number 18.
18. Number 18, CY. Ok, tại vì người ta hỏi là bạn đã ở đâu vào kỳ nghỉ cho nên con chọn C. À, cô suy nghĩ là cái gì con? Cô là em đã ở Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh. À, tôi đã ở thành phố Hồ Chí Minh ha. Ok, right. C. Rồi, để cho nó giống nhau thì cô sẽ bôi hai cái màu mực nó giống nhau ha. Ok, right. Can I change the color? No. Okay, right. See. Next, 19. 19. Mấy chút chưa? Mây. Gia Hưng. 19. Put your hand down, Ngọc. Where did you go? I went to Bến Thành. I went to Bến Thành. Bến Thành. Market. Bến Thành market with my uncle. Okay. Why do you two eat? Because ta hỏi là what were, where were, where did you on, where did you on go? Where did you go? Là bạn đã đi đâu? Okay. I went to Bến Thành market with my uncle. Tôi đã đến chợ Bến Thành với chú của tôi. Okay, right. Okay, 20. Now 20. Mày. Okay. No. Oh no. 22. B. Okay. Who can explain? Who can explain? Me. Okay. Wong. What? Wong. Là chip lại là xếp hả con? No, what were the chip like with B? It were very nice. Okay, can you explain? No. What? Okay, right. Ngọc, can you explain? What the teacher? 20. Can you explain? Yes. Okay. No, teacher. No. I know, teacher. Là dịch mấy từ đó ra hả con? Cô kêu dịch cho cô câu 20. Right. Chuyến đi cái gì? What là cái gì?
chuyến đi của bạn như thế nào? Okay. It was very nice. It was very nice. It was very nice. It. It. It was very nice. What does it mean? Thùy Dương. Câu là nó rất tuyệt vời. Okay, nó rất là tuyệt. Okay, right. Thank you. Now let's move to lesson 2. Exercise 1. Chọn từ có cách phát âm và trọng âm khác. Bài này hôm trước mình cũng làm rồi ha. Rồi, chọn từ có cách phát âm và trọng âm khác. Number one. Thục Đoan. Dạ. Number one. Dạ, con chọn câu bi. Câu bi. Rồi, câu bi con đọc thì sao? Là taxi. Taxi. Rồi, những câu còn lại con đọc như thế nào? Dạ, câu A con đọc là park. Back. Park. Back. Back. Ừ. Là cái chữ, chữ A ha, chữ A, E, back. À, back. Rồi, câu C con đọc là? Câu C con đọc là last. À, last. Last. Anh câu D. Câu đi con đọc sao? Câu đi. You know đi, con biết từ đi không? Dạ yeah, không. À, rồi, không thì nói cô liền ha. Parents. Parents. Back, last, parents, taxi. Go be a taxi. Right. Back, last, parents, taxi, back, taxi, last, câu mình chọn phải là câu D mới đúng ha, tại nó phát âm là chữ này chữ E ha, parents, những từ còn lại phát âm là chữ A, back. Taxi, last. Còn câu D là chữ E. Parents. Ok, number two. Minh Hoàng. Can you change the color, teacher? Yes. Which color? Yes. Minh Hoàng. Yes. Okay, number two. Got. I don't know.
Rồi, bốn cái từ này con không biết đọc từ nào hết trơn hả? Dạ. À, con từ biết oh đọc. Oh my god. Con từ biết đọc cơ. Từ gì con? Country. À, country. Country chỗ chữ C này con đọc là chữ gì? Chữ... Country. Rồi chỗ chữ C đó con đọc là chữ gì? Country. Con chưa biết cơ. Okay, right. Minh Nhật, you know. Nhật. Ok, Hưng, ra Hưng. Con này con nãy con không có nghĩa gì á. B. B. Why? Because cow and unchai come on chai. Because unchai nó phát âm là chữ S. Rồi câu A, câu A con đọc là gì con? Câu A con đọc sao? I don't. Ok, right, turn on your mic. Rồi bạn nào nắm phát biểu giờ mở cái mic lại cho cô. Hưng mở mic lại cho cô. Ok, right. Number 2. A. Cô A con đọc sao? Coach. Coach. Chữ chữ C con đọc là chữ gì? C. Coach. Coach. Chữ C đọc là chữ khâu. Khờ. Chữ C phải đọc là chữ khờ đúng không? Khờ, coach. Là chữ khờ. Ok, B. B con đọc chữ này sao? Ancient. No. Ancient. 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 Khờ. Chữ khờ. Ancient. Ancient. Ok, rồi chữ C này đọc sao? Ancient, shen. Chữ C này đọc ra chữ gì? Shen. Sờ đúng không? Sờ, ancient. Chữ sờ đúng không? Sờ, ancient. Câu C. Come. Come chữ C này đọc sao? Chữ C đọc là com. Khờ, com đúng không? Phải đọc là chữ khờ. Là chữ, nghe chăng cho chữ C này nè. Con đọc ra là chữ com. Thì cho nên chữ C này con phải đọc là khờ. Đúng không? Dạ. Ok, rồi câu D. I don't know. Từ này con không biết hả? Dạ, không biết đọc sao. Come, country. Country. Rồi, chỗ... Country. Từ này là rất là quen thuộc luôn mà không biết đọc nữa là sao? Quýnh đòn được rồi đúng không? Country. Rồi, vậy chỗ chữ C mình đọc là country. Rồi, vậy câu nào khác so với những từ còn lại? Câu B. Ok, câu B, right. Ancient, sờ ha, ancient. Ok, number 3. Thịnh, number 3. Number 3, Thịnh. Hả?
Number 3. Thịnh number 3. Rồi, mình sẽ chọn trọng âm ha. Trong ba từ này, từ nào có trọng âm khác so với những từ còn lại? Trọng âm là cái phần mà con nhấn á. Number 3. Mình đi suy nghĩ. Rồi đọc cho cô 4 từ đi. Muốn thử bài, con chưa xa đến đưa vào. Tiếng vừa nó thấy anh. Rồi câu A con nhấn ở đâu, con đọc sao lại nói cho nghe lại. Đọc cho cô nghe lại. Motorbike. Motorbike. Rồi nhấn chỗ nào? Motorbike. Cái từ mà con nhấn tức là cái từ mà con đặt dấu sắc nó lên á. Motorbike. Rồi cái từ này đặt dấu sắc lên. Motorbike. Từ nào? Motorbike. Motorbike. Là từ nào? Bike. Motorbike. Cô nói cái dấu nhấn là con đặt ngay trong cái từ mà con có âm, nó phát âm giống như dấu sắc nó lên vậy đó. Cái âm mà nó giống như có dấu sắc vậy đó. Motorbike. Motorbike là cái từ đầu tiên đúng không? Cô nhắn ngay trong cái âm đầu tiên đúng không? Motorbike. Nè, ngay trong chỗ này nè. Motorbike nè, ở đây nè. Sorry. Nè, motorbike nè, âm đầu tiên đúng không? Cô đang nhắn cái âm đầu tiên nè, là phải nghe chăng chữ M chứ không phải là nghe chăng chữ O. Motorbike nè. Ok. Rồi, number 2. Countryside. Countryside. Rồi, chỗ chữ nào? C. C. C đây, đầu tiên. Ok, câu C. Underground. Underground. Rồi, chỗ chữ nào? Underground. Underground. Rồi, chỗ chữ nào? U. Chỗ chữ U. Rồi, câu D. Con đọc sao? Infomotion. No. Cái từ này đọc sao? Cái từ này không biết luôn hả? Information. Information. Thông tin đó con. Information. Rồi, nhấn ở đâu? Information. Information. Rồi nhấn ở đâu? E. Information. Rồi nhấn ở đâu? Information. Cái chữ M. Chỗ chữ M. Rồi dễ xác định từ nào phát âm khác chưa? Từ nào có trọng âm khác chưa? Rồi. Rồi chữ nào con? Đi. Câu đi. A B C or D. Đi. Đi. Ok, right. Đi. Rồi. Đơn giản mà đúng không? Chỉ cần đọc ra những cái từ này, mình đọc ra từng từ một, rồi sau đó đặt cái dấu nhấn cho từng từ, rồi xác định cái từ nào có dấu nhấn khác là mình chọn vô thôi, chứ không có gì khó khăn hết ha. Rồi, đơn giản. Ok, exercise 2.
nói cột A với cột B để được câu hoàn chỉnh. Number four. Gia Hưng. He went to the. He went to the. Park. He went to the. Went to the hometown. Hometown by chance. He went to the hometown by train. D, right? A, B, C, D, O, E. For D. Okay, right. Why? Because anh ấy đến, anh ấy về quê bằng xe lửa. Can you listen me teacher? Yes, Hoàng Quân. What's wrong? Listen, you talk for. Hoàng Quân, what's wrong? It's so boring. What? Hoàng Quân, hồi nãy con nói gì? Chưa. Đi. Ừ? Đi. Đi. Ok, next. Rồi, câu số 4 để đó ha. Một hồi nữa là xem những từ còn lại coi câu số 4 là đúng hay sai ha. Câu số 5, number 5. Number 5. Nhật, number 5. Talk. Yes. Number 5. Teacher, you listen me. Yes. I can't hear you. Number 5. Con đi suy nghĩ coi. We went back to the. No. Number 5. Cô ơi, con không biết làm câu này cô ơi. Ok, number 5, who know? Number 5. Why? Number 5, who know? Me. Number 5, Minh Hoàng. Number 5, Minh Hoàng. No. Number 5.
Minh Hoàng. Hoàng Donner chơi. Thục Đoan. Dạ. Number 5. Con không biết. Trồn nổ. Ngọc. I don't know too. Ok, right. Thanh. Thanh. Quế Thanh. Quế Thanh, are you here? Quế Thanh not here. I can see, I can see Quế Thanh but Quế Thanh not okay. Okay, Điền. Điền number 5, you know? Yeah. Number 5. We went back to our Chicago. Number 5. Hometown by train. Hello. Chicago. With my family. Hello. I. Why? We went back to the cái đó nó hỏi là bạn đã đi đâu, bạn đi đâu mới về. Ở đây nó đâu có từ để hỏi đâu con, nó đâu có từ để hỏi đâu mà mình nói là bạn đã đi đâu, đúng không? Ở đây là từ we mà. Ở đây... Đúng rồi. Vậy câu này con phải nói như sao? Là chúng ta. Chúng ta, chúng tôi. Hai Hoàng Quân. Went back. Went back. Chúng tôi làm sao? Dạ thôi con là đi. Went back. Đi. Trở về. Went back là trở về. To. Went back to our. Trở về cái gì của chúng tôi? Be with my family. Sau our này nè. Con biết rồi câu ơi. Sau our này phải là một cái địa điểm. Và địa điểm. Our đúng rồi, địa điểm. Cái gì của chúng tôi? Chúng tôi trở về cái gì của chúng tôi? Trở về grandparents the village. Trở về tầng giấc. Con nói câu y á. Ở đây là áo ờ, ở đây thêm áo ờ nữa hả? Chúng tôi trở về. Chúng tôi trở về ông bà của chúng tôi hả? Get to. With my family, B. B. Chúng ta trở về với gia đình. Chúng tôi trở về với gia đình. Rồi. Hồi nãy con giải thích, hồi nãy giải thích là sau hour phải là một địa điểm mà. Chúng tôi trở về đâu của chúng tôi?
get to San Francisco. Rồi trong từ câu A cho đến câu E, con cảm thấy câu nào đúng nhất? Mặc dù câu người ta đã chọn rồi thì con cũng có thể chọn lại, miễn sao là nó hợp nghĩa nhất là được. Hồi nãy cô nói câu số 4. Con tắt cái quạt cho cô đi. Dạ. Rồi ok. Đó là lý do tại sao mà cô kêu các bạn đeo tai nghe là như vậy đấy. Tại khi các bạn không đeo tai nghe là có âm thanh tạp ở bên ngoài vô là nói chuyện là không có nghe được gì hết. Rồi câu số 5 con chọn câu nào? B. Câu B. Rồi bạn nào có ý kiến khác không? Rồi bạn nào có ý kiến khác? Bạn nào có đáp án khác không? Who know, raise your hands. Ok, Hoàng Quân, great. Câu E. No, E. Rồi, hồi nãy cô nói câu số 4 là chưa chắc chính xác nha. Hồi nãy câu số 4 cô chưa có sửa. Hồi nãy bạn chọn câu số 4 là đi chơi câu kia. He went to the câu số 4 nè, he went to the, là đi đến đâu, he went to the, địa điểm cho cô, he went to the, cái địa điểm đó. Đúng không? He went to the, cái địa điểm nào đó. I can listen to you for me. Rồi, number 4 à, con chọn câu nào? Number 4. E. Rồi, con nghe cô giải thích không? Cô nói là he went to the, sau nó là một địa điểm. Tại câu này nó nói là anh ấy đi đến cái địa điểm đó, đi đến đâu. He went to the là sau nó phải là một địa điểm. Park. In the road. À, went to the park. Rồi đằng trước in the road mình điền từ gì? Đằng trước in the road. In the road. What does it mean? In the road. In the road là tàu điện. À, tàu điện ngầm. Ngầm. Tàu điện ngầm là cái gì? Underground. Tàu điện ngầm có phải là phương tiện không? Dạ không. Chứ là cái gì con? Đúng rồi con, phương tiện con. Phương tiện thì giúp phương tiện mình sử dụng bằng gì? Hôm trước mình học là khi mà mình muốn sử dụng phương tiện thì mình dùng cái giới từ gì? By. By ha. Đi, anh ta đi đến công viên bằng tàu điện ngầm. He went to the park by underground. Ok, number 5. He went back to our. Anh ấy trở về đâu? To our. Trở về đâu của anh ấy? Trở về đâu của anh ấy? Đi. Why? Sao ba chè? Because anh ấy trở về. Sao?
Hometown là ở đâu? Anh ấy muốn trở về, anh ấy muốn trở về quê nhà bằng tàu điện, bằng tàu lửa, bằng xe lửa. Xe lửa. He went back chứ không phải là muốn nha. Anh ấy trở về, anh ấy trở về quê của anh ấy. Vậy. Trở về chúng tôi bằng trở phương tiện. Chúng tôi trở về quê của chúng tôi bằng xe lửa. Ok, right. Number 6. Number 6. Thùy Dương, number 6. Thùy Dương. Why? Câu là không biết rồi. Ok, right. Number 6. Number 6, Huy. Yes. Number 6. Yes. Number 6. Yesterday we went to We went to see. We went to see. See what? To see. To say with my family. No. We went to see. See cái gì đó? See ai with đó? To Samson. See cái gì đó? See cái gì đó? See ai đó? Our grandparents. Our grandparents. Yeah. Right. Ngày hôm qua chúng tôi đi gặp, chứ không phải đi thấy nha, đi gặp ông đi bà gặp của chúng ông bà của chúng tôi. The village. Rồi trước the village là có một giới từ, là mình điền giới từ gì? In the village. Okay, right. Seven. Number seven. How you? Rồi điền cho con một từ nữa. How about you? Right or wrong, teacher? Wrong. How about you? Rồi con chọn câu nào? How about you? Rồi con chọn câu A hay câu B? B. Rồi bây giờ tự nhiên cái nói là còn bạn thì sao, rồi trả lời lại với gia đình. Thấy nó kỳ không?
Rồi câu số 7 này nè, con phải thêm một từ để ghép với câu nào của câu B để tạo thành một câu hỏi. Tại vì cái câu số 7 của nó, cái từ đầu tiên của nó là một câu hỏi nè, có từ how nè, thấy không? Câu 7 thêm một từ cho cô trước chữ you, rồi sau đó chọn câu A hay câu B để tạo thành một câu hỏi. Rồi hiểu ý cô không? Câu 7 là phải câu A. À, tại sao chọn câu A? Rồi con thêm cái từ gì đằng trước chữ you này? Ừ. Thêm chữ gì dần trước chữ diêu? Cô ơi, tới giờ cô ơi. 3 giờ rồi, 5 phút rồi. Rồi chưa sửa xong thì chưa được về đâu ha. Câu số 7. When no how. Rồi cùng nhau nào làm. Bạn nào biết thì cứ phát biểu để cho mình xong, để cho mình được về sớm nha. Còn chưa giải xong thì mình chưa có được về đâu nha. Giải câu số 8 không cô? Ừ, câu số 8 luôn. Tại vì con làm xong câu số... Day I went to the seaside with my family. À, rồi. Rồi câu này là câu còn lại rồi. Còn câu số 7 còn điền từ gì? Câu số 7 nè, đằng trước chữ diêu nè. Rồi câu A nè, đằng sau chữ sầm sơn nè. It's so hot, teacher. It's so hot. You say who? Don't say me. À, ở đây mình thấy có từ guess nè. Guess là một động từ đúng không? Cho nên mình phải điền ở đây là did how did you get to Sầm Sơn. Sầm Sơn. I don't know. Sầm Sơn là cái gì mấy đứa? Bạn nào biết Sầm Sơn không? Sầm Sơn. Who knows Sầm Sơn? Bạn nào biết Sầm Sơn không? Không. Chắc không có bạn nào biết hết. Con biết. Yeah. Yes, who knows? Bạn nào biết thì cứ trả lời. I don't know. Oh, I know. Sầm Sơn. Bạn nào biết Sầm Sơn không? Who knows Sầm Sơn? Hoàng Quân, you know. Ngọc, you know. No, teacher, I don't know Sầm Sơn. Biển Sầm Sơn. Con biết đâu. Đảo Sầm Sơn. Island Sầm Sầm Sơn. Island. Island Sầm Sơn. Sầm Sơn Island. Town. Oh, Sầm Sơn Town. Hồi nãy bạn nào mới nói là bãi biển Sầm Sơn hả? Bạn nào mới nói bãi biển Sầm Sơn? Hồi nãy cô mới nghe đoán khám bạn nào nói bãi biển Sầm Sơn ấy. Hoàng Quân mảnh nấu với cô. Rồi. Bãi biển mà con đưa cái từ island vô hả? Sầm Sơn Beach. Yes. Sầm Sơn Beach. Right. Sầm Sơn Beach. Right. Very good. Okay, thank you everyone. We stop here. Next lesson we continue. Rồi, tiết học tới chúng ta sẽ tiếp tục ha. Ok, we stop here. Thank you, everyone. Goodbye, class.
bay và tiết chờ và tiết chờ goodbye teacher goodbye đi quên goodbye teacher chào ok goodbye bye teacher goodbye. Cô bài đọc về nhà cô gửi tin nhắn đúng không cô? Hả? Bài đọc về nhà hả con? Dạ. Ok, ừ, để cô gửi trên nhóm. Dạ. Chưa cô? Rồi, để cô gửi trên nhóm nha, rồi. Thôi, bye cô, con đi đây. Ok, bye. Quân, 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 quân. Nhắn bye, bye Dương, bye Hoàng Quân, goodbye.